Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình nghĩa lên. Chúc em có một ngày mới học tập và làm việc thật là vui vẻ nha. Khá lâu chưa chúc anh em ngày mới học tập và làm việc thật là vui vẻ thì hôm nay mình xuống nha anh em. Thì hôm nay lại là một món ẩm thực anh em nói chuyện chơi với nha các bạn. À, hôm nay có mua hai ký ốc đá. Ốc này là ốc suối hay sao các bạn? Giờ anh em mình xào xe ớt siêu kỳ để mà ăn nha các anh em. Hiện tại là anh Bình đang gọt hành rêu củ quá. Anh đang gọt hành chứ rêu củ. Quên, mấy này cứ đi bán với số quên mang chập luôn các bạn. Khổ kinh tế giờ nó khô á. Giờ cái gì nào mà kiếm được tiền thì mình làm các bạn. Đầu giờ tiền thu nó nhân lứa nha, mình qua phụ anh Bi. À, nói chung là ốc này là mình chặt đít rồi nha các bạn. Ốc này ốc hút rồi sao á? Ốc này hút. Biến như là phải ốc trong nè. Biết. Mình mua ở bè bán rồi biến mà. Cháo nãy giờ nó nấu bạn giờ mình sẽ đổ dầu vô. Dầu đang lên mua nên 14.000 còn tem luôn này các bạn. Dầu ông bột hay dầu gì đây? Dầu ông Dạ nếp tin. Không phải. Đúng anh Bi? Đây. Nhiều gì ông chốt là nó. Anh nói dầu gì? Dầu đậu nành. Dầu của thằng Dớt nha các bạn. Này. Dớt. Bè nó giáo này. Ôi cha đây chạy vậy. Nước á. Thì nước đã chút mà mình đổ vô anh. Thằng Dớt là thằng gì vậy? Sao sụt lên. Giờ anh Bi sẽ gia vị các bạn. Ủa cho gia vị vô trước đi. Mày nói anh Bi đâu bắt đầu biết chuyên nghiệp mà. Cái đó là không chuyên nghiệp đâu. Đừng quay mua rượu quay mấy thở thôi chứ chuyên nghiệp gì. Nóng mà chuyên nghiệp. Đổ vô luôn. Vừa anh review quán kia mà không dám uống dịp mà. Yeah. Kho trong thịt ngon chưa ta? Rồi. Tao ốc đồ xào mấy đây tao không biết nó xào sao chưa. Còn nó cơm là ngờ. Nó cơm kho cá kho thịt. Khoai mà về thì ngon rồi. Chị vợ mày nhờ mày đánh đâu. Ngày xưa đi làm tàu hồ tao nấu cho tao nấu 130 người ăn. Mày tin không? Bố mày. Rồi, nấu tầm tầm vậy hả? À, không, có anh nhớ vậy. Xem 30 người ăn. Gia vị như thế nào? Nước mắm. Ký nước mắm. Lít. Muối nè. Hấp thụ luôn. Tôm. Mà bỏ nước mắm mà bỏ muối là chi? Cho mặn. Cho mặn cao chứ. Ăn đỡ tốt. Mở. Hai loại một bằng nữa. Nhưng mì chín hả? Đường, ba xí. Nó mới giỏi á, cũng có bỏ ngọt quá á. Đổ nước thêm vô thành chị ốc. Ừ, chín rồi, đổ ra, quá đi. Trời ơi, dẫn trời quá mày. Thơm các bạn, bùm, mấy mùi thơm đâu. Thơm chưa? Thơm chứ ta mới được á. Nhiếm nước là anh Bi, nhiếm nước thì ngon kìa. Anh nhiếm đi. Đầu bếp là tầm như. Trời, nhiếm nước còn nhiếm nhiều vé vậy không. Dùng Bi em ham ăn ham uống các bạn. Biếu nêm nếm mà làm vé nước. Mẹn. Mẹn nói chúng tôi không? Ở vô không? Ở đường vô không nậu. Thằng thí mèo. Nghe mạng làm nó mạng là chắc mạng chân rồi các bạn.
mạnh cái nhắn thiệt mạnh, mạnh. Đốt đốt các bạn sao người ta gọi là mạnh tình mà người ta không kêu mạnh chát. Thì mạnh niêm vô nó chỉnh như mình là mạnh tình. Thấy không? Ừ. Giờ tùy theo địa phương nó không nào. Sau khi mà nãy chờ lâu giờ nó chín rồi các bạn, anh em mình đem ra quốc nha anh em. Nghe nói mày có đầu tiên thành công á mày. Bây giờ thằng Thu nó sẽ bưng ra này các bạn. Rồi, ném chút mày. Hả? Ngồi á, ngồi á. Ném ném. Ném lấy cái áo khoác nào bỏ kia nhé. Lấy. Quốc mà liền hả? Đấy, sao quên nó có miếng rồi đấy. Đấy, nhiều đầu tiên thành công rồi. Đúng. Đôi tiên vàng trong làng cầm cức. Này. Chưa. Lên. Ủa. Anh này ngay chút anh mày đó là giết tỷ tỷ. Giết thôn mà ngậu thôn không về vậy đó. Không không có đó mà thu. Anh em các bạn, nói chung là món ốc xào bơ sữa đang không. Con bò có chưa kia. Giận cho ốc xào xè ớt. Ừ. Đã ok rồi, bây giờ mấy em mình lấp thôi. Yeah. Họ mời tất cả các anh em nha, giờ mình đốt nha. Chút à, ăn ốc này, ăn thì nữa không? Chua. Nước ngọt sao, nước sao? Tự biết mẫu, ngờ mẫu câu chuyện chứ. Ngon. Cũng mát khó lắc lắc thì mà ngon thiệt hả? Khó khó lắc lắc. Khó khó lắc lắc mà. Nước rất còn ngon luôn bạn. Có chuyên ngôn kho tính từ thị sẻ. Mở bạn nha. Ngon, mềm mềm ngon rồi. Ừ. Cái con này ăn ruột luôn luôn. Đúng không? Có ốc biến là sạch hơn ốc đồng. Ốc đồng là dưa hơn nha. Đúng không? Đúng. Ốc này nhiều hơn. Bè đó, bè ngâm với ớt đâu. Mình nó nhẹ đắp hết rồi. Ngon nè. Ngon, chuyện phải chưa thấm vô trong lắm. Phải múc cái nước. Phải múc nước như nào? Ốc tao thấm trong được. Đúng rồi, múc cái nước vô ăn đúng không? Làm đi nha. Đang cài cài xe nó cánh rồi nó không thơm. Diệt. Diệt cái món này á. Em sẽ ăn món gì nó nói biết mai tao mua này. Thôi. Bây giờ ăn gì? Ăn được. Ăn gì ăn cái thứ gì ăn được. Cái gì người ta ăn được ngoài đèn đỏ. Chồng ăn chó với ăn mèo rồi. Lứa à, ông chuyện lạc nam anh lứa anh thang á đó. Đó là người ta gọi là chuyện lạc Việt Nam rồi. Mình đâu có lẹ tới mức độ đó. Anh cái nước này lại ngon hơn cái con ốc á. Anh nước là bì đừng anh ốc không bì nước chứ ái rồi ốc rồi nó mới ngon chứ. Cái mẹ nó sao con này hút không ra là tàu anh làm anh đè bá. Đóng này nước cũng ăn nước công nhận ngon không? Lên tài ăn hút con nào đi ăn nó hút cái nào không? Trời ơi, cái bún gô mình ở đó rồi mình chiên mình hút. Bú hút. Bú rồi lắm, bú sụp 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 sụp. Đừng về bú liếm. Đây là trên thì trên thánh bú liếm. Đây mình nãy chút có chút lá lốt nữa thôi. Tại cơm tráng là chấm ngon. Đúng không? Đúng rồi, sữa rồi dừa rồi lá lốt rồi. Không, có đây mà có chút dừa nữa nè. Có nước cốt dừa nữa đây chưa. Bây giờ đi đều quán làm món từ giờ mình có cái món ốc len xào dừa ấy. Ốc len xào dừa mình lại ăn mình múc cái dừa nó lại ngon. Ốc này nó giúp ốc len nhá không? Ừ. Ốc len nó sần sùi. Thế là đúng đây này có cái dừa nó đổ nước ngon.
bạn này máu bạn anh em ngưng. Nên là mình sẽ dừng clip tại đây. Nếu em thấy món ốc này ngon và độc lạ ở miền Tây thì có thể nhấn vào một cái nút bên đây nha các bạn, nhấn like này. Nhìn miền like miền Tây chứ á. Ốc bí hứng mà. Ủa nó chân hứng à. Vậy các bạn, nói chung là clip mình làm cái món ốc đá này tới đây nha các bạn. Các anh em thấy món này ngon với chút mà làm. Ngon các anh em. Ốc này rất là ngon luôn. Không. Nên là anh em nào muốn làm thì bỏ dừa đồ vô. Dừa đồ dạ. Ngon như thế này thì mình muốn đỡ một ít lại để mà gia đình thu. Anh nên là mình sẽ dừng clip tại đây để mà thu đi mì đi gì nha các bạn. Yeah. Rồi thôi, nhớ like, subscribe, chia sẻ mẹ ủng hộ kênh mình một ngày nữa.